Hello anh em, mình là Diệp Giang đây. Đây sẽ là tập tiếp theo của game Mafia Remake Việt hóa bởi nhóm game Thần Việt. Link tải bản Việt hóa mình sẽ để ở dưới description của video nha. Anh em có thể vào đấy để tải. Nói chung được tải về xong cài đặt nó dễ lắm. Đây thì anh em có thể donate cho đội Việt hóa nếu nếu cần. Nếu mà mọi người thấy cần thiết. Đây thì mình sẽ bắt đầu đây, vào đây xem cái nhiệm vụ Take a mới gì seat. nha. That's collection day, boys. So Tommy, you'll drive. Bolly and Sam can handle Bây the giờ là mình rest. sẽ You'll lái be in xe the để chở command. Bolly và Sam đi Just a handful of thu tiền steps bảo kê to chăng? Bill at the motel was a little short last month. So make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Đi Don't đòi tiền delay lãi, chắc là tiền vay. Unless there's no other choice. Our clients need Không to được động chân động understand tay. that we provide a valuable service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll protect them. Đấy là phương châm hoạt động của băng đảng, nó phải thế, không phải là cứ đến đe dọa chửi bới là được, mình phải để cho họ nhìn thấy mình như nhìn thấy thánh luôn đấy thì họ mới vừa trả nợ mà vừa làm việc tốt được. Họ làm việc tốt thì mới có tiền chứ, mẹ cứ đánh người ta què quặt làm việc đéo đâu mà trả nợ. Ui cái đồ họa game chi tiết nhỉ, cái mình rất đánh giá cao cái quả môi ngậm kia xì gà luôn á. Cái đồ họa game này mà làm game 18 cộng hơi bị hay luôn, kèn sáo nhìn cực kỳ chi tiết. Đây này, nói chuyện với ông này là mẹ đảm bảo có vũ khí rồi, chắc là phần này sẽ được chơi súng rồi. Hey, just the guy. I saw this and I thought of you. Ông nhìn cái đéo thì nghĩ mình khẩu súng đảo này mà ông nghĩ đến tôi. Tôi là tôi phải chơi mẹ những quả rocket hàng khủng. Ui mẹ có cả một kia khẩu AK đĩa được giấu trong một cái hộp đàn. Đàn bé này chắc ukulele. Không bán vào ông ấy được à? À, nằm đó có đạn. Thế mà ông thử thôi. Rồi, mẹ thầy đạn. Ui, kỹ năng tốt thế này. Không bắn ông ấy được này, ấn cũng không được. Ok, ấn để cất vũ khí. Rồi ông dạy mình khi bắn nhau là phải đứng núp chứ không phải là Rambo đâu mà đứng bắn là mầm mầm được. Giờ vào lấy ô tô chăng? Ý có xe này. Ê có cái gì đây đây? Một năm kể từ cuộc suy thoái. Thằng cha này đọc báo cơ đấy. Ê, anh bạn nói lắp. You know how to get into one of these, Tommy? Elbow goes through. Reach inside. Phá cửa xe nào vào được thôi. And in the afternoon to fix the window back up. Watch. À, không được phá cửa nữa mà phải phá khóa. Learn. Đấy, phải học. You're a regular magician, Ralphie. Thân thiện nhỉ? Đấy. Nói năng nhã nhặn đấy, người ta mới quý chứ, mẹ như ai đâu như cái thằng Billy kia. Come on, Tommy. Okay, it's a car. You got it. Quá dễ. Have a good day, fellas. Lên nhanh. Còi xe hơi lâu rồi đấy. First we got Al. He runs a bakery on Longman Street. Giờ đến mới hiểu bánh. Yeah, I know. Al's late again. Seems so. That's too bad. Thành phố toàn nắng này, không biết ngày mưa có đẹp không nhưng mà ngày nắng như này mình thấy rất ok đấy. Có bỏ qua được này, mình sẽ bỏ qua nha. Bỏ qua cho nó nhanh, nhanh làm nhiệm vụ. Đi đường chẳng nghe tán dóc chứ cái gì đâu mà. Nói thật là mình cũng tập trung lái xe lắm, có Việt hóa thật đấy nhưng mà cũng không có đọc được hết. Thế cũng bằng thừa thôi đúng không? Nếu có ngang bướng thì mới phải xử lý, còn không thì không cần phải. Mình không chọn vũ khí được à? Đây, cầm sẵn vũ khí luôn. Ra trả nợ đấy. Sam, Polly, how are you? We're good. Ờ, tự cắt vũ khí rồi. Not so little now. She's turning into a pain in the ass, just like her.
gì đây? Kính gửi ông Bettorelli. Bức thư này thông báo ông có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ theo. Ôi, ông này còn nợ cả ngân hàng nữa. Ủa rồi, ông này cũng sắp bị tịch thu đất đai tài sản rồi đâu nữa. Ủa ôi, tội ông này quá à, bây giờ lại còn phải đi lấy tiền của ông nữa. Nhiệm vụ bắt mình thế mình phải làm thôi chứ sao. Chết cha. Vừa rồi mình giơ súng ra bị bọn người dân nó gọi điện cho cảnh sát. Mẹ cái con đĩ đấy. Chà bố nhà nó. Cái màn hình loading ở game này kỳ quá ha. Có một cái hình động ở đây. Sam, Polly, how are you? We're good. How's little Julia? Ha, so little now, she's turning into a pain in the ass, just like. Ông này cũng đang khó khăn kinh doanh. Nợ ngân hàng quá nhiều. Có chỗ đó để lấy bánh của ông về ăn tạm được mà đúng không? À không được. Ông trùm mà đâu là ăn cái đồ vớ vẩn thế. Nothing like that. Good. So you got the money. I got it waiting in the back room. I'll Tommy will get it. Tommy sẽ lên. Ok, đi vào lấy tiền. It's been real slow this month, Sam. I was tháng này ế ẩm cả Sam. Ông đang kể chuyện ế ẩm này. Where's the money? Bà này bà ghét, bà nó chửi kìa. Ở trên bàn ấy phong bì Mono. Chắc ông kia cũng biết được cái bà này bà sẽ chửi. Rồi ông ấy nói luôn vào trong luôn. Bà nói tiếng Ý à? I got it. We'll see you next month, Al. Let us know if you need anything. Ở đấy, nói chuyện phải nhã nhặn thế đúng không? Sure will. Thu tiền bảo kê nhưng mà ông này cũng đang nợ ngân hàng nhiều quá. Tội nghiệp ông. Ê, nói chuyện nhã nhặn thu nợ. Có gì khó khăn cứ bảo chúng tôi kình. Rõ ràng là những kẻ gọi là bóc lột người khác nhưng mà cứ như là bậc thánh sống vậy. Đi đâu tiếp theo đây? Một cửa hàng Trung Hoa. Ông ấy sắp có một đứa cháu họ tiếp quản. Chắc sắp chết hay là sắp nghỉ hưu không biết. Quán này quán Trung Quốc không biết quán làm gì. À, được vào xem đồ ăn Trung Quốc trong game nó thể hiện thế nào ha. Billy định đi một mình. Hai người ngồi ngoài đợi. He's doing the store on his own. Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. À, thích vào đây để quậy phá chăng? It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy. Đánh nhau. Billy bị dồn nén quá nhiều nên vào đây để xả stress thôi mà. Yeah, Eugene's nephew ain't having much fun right now. When he's going, Polly don't stop. Once we were putting a squeeze on his tail. Ngày xưa có lần thằng Billy nó làm cho đang định đe nẹt dọa nạt với cái thằng thợ may gì đấy thôi mà cuối cùng làm cho thằng nằm ngồi xe lăn luôn. Ông Billy trông mặt bệnh bệnh thôi mà cũng gấu chó quá nhỉ. Đâu rồi, xong chưa? Xong rồi kìa. Chắc ra tiền rồi. He's a fast worker. Ok, đi tiếp rồi, đi đâu đây? Drive before the cop show, Tom. Next stop's Bill at the motel. Bill ở nhà nghỉ, đến nhà nghỉ. Money is ours next week. With some extra besides. He doing okay? He's okay. How's the shove cover? Chết rồi. Blood. How much blood? And nothing he can't scrub out. Có vẻ xa quá nhỉ? Once he's back on his feet. Ơ, đường thẳng đơ kìa. Ui, sắp không phải sắp mà ra ngoại thành mẹ nơi rồi. Một cái khách sạn ở phần ngoại thành luôn. Ui xa thế mẹ ơi. Xa thì đéo thể chịu nổi. Rồi để xem đoạn này đường tuy xa nhưng mà nó cũng dễ đi thì tranh thủ mà xem bọn này nó nói cái gì. Ui ngoại thành là được đi lên đến 50 mấy cây số, 55 cây số một giờ. Nhưng mà mình có mở khóa tốc độ thì cũng chả có vấn đề gì cả, bởi vì xe này cũng đéo lên được đến 60 cây số luôn á. Nó chỉ đến mức này thôi. Xe này yếu quá. Chính xác là xe này hơi gọi là hơi dởm. Ngồi đây ngửi thấy anh ta bĩnh ra quần. À, dạ.
When little Tony first came out with us, I had bình tĩnh. Xin lỗi, đừng có bấm còi thế. Wow. Thành phố nhìn từ xa kìa. Có cả vẫn có cái cầu bay trên bầu trời, cái cầu ước biết là tàu du lịch cái sao chứ đúng không? Chắc phải mất tiền mới lên đấy được ấy. Chỗ đéo nào anh chả ghét nữa. How come there's a place so far out of town on our books? Out of town's the safest place for deals. The safest place for card games. Đúng thật, mở một cái khách sạn ở phía xa thành phố này là làm mọi thứ đỡ. Ơ, có cả xe máy này, game này hay quá. Có xe máy là ok rồi. Yeah, this place is a real earner. Oftentimes the places that get you the most dough are the ones most people don't look at. Thường những nơi đem lại nhiều tiền nhất là những nơi mà đéo muốn ngó lại lần hai. Ủa khó đi thế nhỉ? Xa thế. Thôi, chưa ra ngoại thành lần nào, lần này cố gắng đi cho nó tử tế. Bill's Motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Morello? To keep the peace? Sure. Plus it's far enough away that no one cares. Ở game chỉ có hai đài thôi mọi người. Radio có vẻ không có gì đặc sắc lắm. Em lấy hết nói chuyện rồi này, nhưng mà còn xa không nhỉ? À, sắp đến rồi. Vãi cứt. Đây, chắc đi từ... À đây, Chinatown này, từ Trung Quốc. Sao phải đi... À đây, đây, vừa đi vòng lên trên này. Đi vòng qua cái cầu đây, cái cầu vẫn mình vừa đi. Đây, lên trên này. Ui, xa thế. Tại sao không đi thẳng được trong phố nhỉ? Đi vào đây luôn này. Mình nghĩ đường này mới là nhanh chứ ta. Chắc game nó tính là đường đây là đường ngắn nhất thật. Mình nên tin tưởng ở game, game nó chỉ cứng nhắc thôi mà. Chắc chắn là đường ngắn hơn. Mà đi cái đường ấy chán quá. Lúc nào cứt cũng ngập đến đầu gối. Ông này, ông ở ngoài này, ông mới nghĩ đến những cảnh nông dân sống kham khổ ấy, cái thằng Billy này. Nó có vẻ không thích. Đến nơi rồi kìa. Khách sạn chắc to lắm này. Chuyện xảy ra khi Linh mới lái xe. Quên mất phải đỗ đúng chỗ chứ đúng không? Được chưa? Tay vẫn ngoẹo sang bên kìa. Đợi đây. Mẹ đứng ở cây xăng hút thuốc. Khủng điên đâu. Ủa, có tiếng súng. Ủa chết rồi. Thôm bị thương. À nhầm. Nhầm mình là Thôm. À, thằng Billy bị thương rồi. À bọn Casbis. Bọn Casbis là đến đây là để bảo kê bên này rồi. Địt của mẹ chết rồi. Bọn nó bắt Sam để moi thông tin. Được rồi, mình phải vào cứu Sam thôi. Ông này can đảm đấy nhỉ, lì đấy. Nợ ở yên đấy, tôi vào cứu ông Sam nào. Phải tìm cách chui vào. À mình đang đi đâu nhỉ, từ từ. Đường này không leo được. Ê, lên trên này, lên trên này. Có cái biểu tượng vũ khí, chắc là có đạn dược gì ở quanh đây. Ngất đi. Ủa mày quá. Mình hành động nhanh chứ không thì chết rồi. Không nhặt được đạn của nó à? Ủa mẹ ơi khó thế. Ở đây có cái gì? Ê. Sao không nhặt được nhỉ? Cái này cái gì? Ông chủ phải tập trung. Em nhặt được súng rồi này. Sao không lấy được đạn ở đấy ra nhỉ? Đéo có cái mẹ gì ở đây cả. Đây có thằng đang ỉa này.
cụ mày định báo động à? Không biết là đã bị lộ chưa ta? Chắc chưa đâu. Không thằng nào dám vào đây đùa ở, bọn nó chưa biết đâu. Mình có thể lén lút đi xuống được ấy. Cái gì đây? Bài báo à? Chả có thằng sắp ra đây, có thằng sắp ra đây. Lộ mẹ rồi. Headshot. Ôi cái đéo gì đấy? Địt con mẹ à mày, vỡ đầu mày luôn. Mình nhớ ở đấy có thuốc. Để rồi, vừa nhìn thấy xong. Nó có cái biểu tượng đấy bị chặn lại, chắc là đang đầy máu không lấy thuốc được. Để mày ra đi, mày ra đi. Mẹ nó khó bắn đấy nhở. Đéo ai muốn đọc, giời ơi. Mẹ mày. You and me, thằng nào? Tôi đến đây, tôi đến đấy. Sam, they really went to work on you, buddy. Rồi, Sam không biết đã khai gì chưa đây. Bị ăn đòn nặng thế, chắc chưa đâu. Hôm nay mình lại lập công rồi. Địt mẹ, đánh rắn. Ui, cắt cảnh hay quá nhỉ. Chết cha, lấy hết tiền đi thôi. Đến đấy, để tôi đòi theo. À, chết con mẹ mày. Where is Sam? He's okay, inside. Then go get the money. Ông kia bị thương cứ nằm đấy đi, tôi đi đòi tiền cho. Cứ ngồi yên đấy, ngồi bú xăng mà sống đi nhá, mẹ để tôi đòi tiền. Chó chết này. À bắn chết, bắn chết. Đi xe bắn súng nó có chế độ tự động ngắm mọi người ơi. Vô hạn đạn luôn. Mỗi tội thay đạn nhiều quá. Một xe đã xong. Xe này đéo vượt được cái tốc độ 60 mới chó chứ. Đuổi khó thế không biết. Địt con mẹ bọn địch. Mẹ mày. Lì đòn. Trả tiền. Đó là khi tôi nhìn thấy cái giá phải trả, đó là phải chết. Còn đĩ chó này. Bắt đầu liên quan đến máu rồi đấy, không phải chuyện đùa nữa rồi. Những nốt trầm nghỉ. Nhiệm vụ mới này. Chương này chắc là sẽ liên quan. À đây là nốt trầm nghỉ như này đây. Thì mặt Tommy cái cảnh này ra đời chứng còn nhiều năm sau rồi. They can break just when Polly and Sam are coming around the corner. What are the odds? I felt like. Đúng thật, cái quả đứng bên góc đường tỷ lệ gặp một bọn băng đảng đang xử lý để mà giúp đỡ chúng nó gia nhập tỷ lệ nó quá là thấp. Hút thuốc nhiều thế. And the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money and lording it over the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then Salieri didn't have the run of the city. Cái hồi mà như thế thì Salieri chưa kiểm soát thành phố. He paid off cops, politicians, judges and anyone he couldn't buy. Nhà Don kia thì kiếm nhiều hơn. Hey
Nói chung trà Salieri hồi đấy chưa có bành trướng. Vậy chứng tỏ cái khoảng thời gian cuối game là sẽ bành trướng lắm ấy. Got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah. That's the guy. Bây giờ là về một cái nhân vật mới. Võ sĩ quyền anh hả? We are here at... Lại phim mà. Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. Ánh mắt lẳng lơ vậy. Ô đi mẹ. Chắc có bấn nhau loạn xạ gì ở đây rồi. Lost Heaven là tên thành phố này à? Don Molero, mẹ ông trùm, chết con mẹ mày. You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well, then I'm sorry I was driving real slow. Ông này mà nhìn gái. Saying this is my fault. No, sir. I ain't never been in no accident. Chết cha, ông lấy súng từ bắn chết mẹ rồi. Ui. Nhưng mà ông định lấy súng, lấy gậy đập. Tôi có đưa em họ biết là tao cần đéo gì, tao thiếu gì tiền để mà đi mẹ. Nói chung ông này ông cáu là vì đi mẹ đi chửi ông ấy. Vừa xuống xe đã chửi ông rồi. Ui vãi. Cảnh sát nhìn luôn. Ui mày ạ. Ui cảnh sát qua mặt đi kìa. Vãi cứt. Kinh nhờ. Thể hiện được cái uy quyền của cái thằng cha Don này. Đoạn này FPS lại cao này. Đây là đoạn này in game rồi. Foreman right there says Morello made a mint every time crackers went to the mat. That's true too. And still, Morello left that poor sap dead in the street, head all caved in. Don't square. Well, maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Chắc là Tommy gia nhập cái giới giang hồ này cũng biết được nhiều bí mật của cả kể cả các băng đảng khác ấy. Lời khai quá giá trị. Have any more run-ins with Morello's crew back then? Not at first. For a couple of years. Cái mồm của ông cảnh sát cũng... không biết ông ấy cảnh sát hay là tư pháp hay là cái gì đã khái lùng ông liên quan đến cảnh sát ấy thì ông ấy nói mồm ông ấy méo méo trông rất là tự nhiên ấy. Đúng là những nhân vật chính và những cái cảnh hội thoại mà yêu cầu cận cảnh và nghệ thuật ấy thì game này họ thiết kế quá tốt. Cái nhiệm vụ nốt trầm nghỉ là chỉ có thế thôi hay là bây giờ mới bắt đầu vào đúng không? Tên là hết nốt trầm nghỉ là ý là nghỉ ngơi kể chuyện này, nói vài chuyện phiếm bây giờ lại trở về dòng thời gian chính rồi này. Thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. What do you need? You know there's a race coming up. Oh yeah. Có cuộc đua sắp diễn ra. Mikey Dunn. That's the guy. He's a good kid, but a bit of a scrapper. Not too smart with his money. A few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. I like fast cars. I figured it'll be a bit of a hobby. Turns out. Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers to gouge jobs, and I start placing. Cái thằng đấy quá giỏi. Ông đấm giết cái thằng đấy bởi vì nó đã đua là chỉ có thắng. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was. We ran all the competition out of town, but now Ralph says there's a hotshot European entering the race, and he's got a car faster than our boys. À, có một gã châu Âu mới tham gia cuộc đua và ông ấy ông sợ. Ông mới thấy thằng ấy có vẻ nghe đồn là cái thằng tay đua mới nó rất là giỏi. They've all put money down on this kid. It'll be like Black Thursday around here if he loses. À, rất nhiều người trong khu này đến vay tiền ông này để đầu tư vào cái thằng kia. Oh, I'm certain of it. Ông ấy muốn cái thằng mà ông ấy thích phải thắng cơ. Chắc là làm thế để cho người dân ở đây được tiền. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers will stand. Đúng rồi, thằng ấy mà biến mất, giết thằng đấy thì không được rồi. Khoản cược sẽ bị bỏ mất. What about his car? That's xe. À, vậy là thay vì giết nó hay là làm gì ảnh hưởng đến nó thì phá cái xe. Bring it to one of our mechanics and make a few adjustments, you bring the car back. Should be no problem, boss. Sarah, can I get a drink here? Soon as you're ready. Sure thing. Ông trùm ấy nhưng mà nói chuyện với mọi người rất là từ tốn nhé. Ông này khá là hay ạ. À khoan,
đi lấy xe chứ nhỉ? Mình phải xuống gara. Đấm ông trùm cái đâu? Không được. Rất tiếc là không được, mặc dù mình cũng rất muốn. Lại cái bài báo mới game này có nhiều những cái hội thoại. Cuộc đua đã cận kề rồi. Chúng ta phải đi đua xe thôi, nhưng trước hết phải đi phá xe của đối thủ đã. À không, đây là phòng họp mà. Di chuyển chán thế nhở. Mẹ cái bàn bia y xì như lần trước mình nhìn thấy luôn. Bọn này đánh bia của đéo chứ không biết. Bàn bia còn nguyên luôn. Ý, có cái xe đỏ này. Cũng đẹp đấy. Hey, Titi Tommy. Big day coming up, right? You seen the race before? Kind of hard to miss. Celieri isn't going to let Morello break his winning streak, huh? No, sir. Gotta send him a message. So, tonight, we borrow his guy's motor from the track. My friend Bobby is a guard. For a little dough, he'll show you where it is. Then look someplace else while you turn the key. I like Bobby already. À, vậy là sẽ đến đấy. Lợi dụng thằng bảo vệ. Chúng ta vào để lấy cái xe, mang về đây. Phá phách gì với cái xe đấy, rồi mới mang cho lại chỗ đấy. Mày nói thằng nó lắp, nó làm cho mình đéo hiểu nó đang nói cái gì luôn. Bobby comes off shift at 1:30 and the next guy, he's an ass. Nói chung là phải hoàn thành trước lúc 1:30 đêm. Bởi vì cái ông bảo vệ mà mình quen ấy, thì ông ấy lại chỉ làm việc đến 1:30 thôi. Mình bây giờ vào chọn xe. Ồ, giờ mình được chọn xe rồi đấy à. Xe nào thêm về tốc độ nào. Xe này tốc độ phanh bám đường tốt nhất. Nhưng mà xe này đẹp nhất, tốc độ ok nữa chứ. Ok, chờ xe này đi. Các phương tiện sẽ được thêm vào gara khi bạn lái chúng. Cứ lái là được thêm vào gara. Game này không có mua xe à? À đúng rồi, bọn này bọn cướp xe mà. Cần đéo phải mua đâu. Chúng ta có thể bỏ qua lái xe ở đây được này. Đó, cái bỏ qua đi. Giờ đi cũng tương đối là xa. Ồ, đến mẹ đây luôn à? Ồ, chết cha, chốc nó lái xe về. Mình chưa đi cái đường này bao giờ. Tí nữa lái mẹ có những cái bất ngờ gì sao? Any friend of Ralphie's a friend of mine. I mean, if you got the money, sure. Tomorrow morning they start coming. Whole city. They smuggle in hooch. There's fighting. Thành phố này thì cấm rượu mà. I hate it. Mang trộm rượu vào thành phố, đổ xô vào để vừa uống rượu vừa xem đua xe. Thời này rượu bị cấm nặng quá nhỉ. Ít ra rượu không như ma túy. Mà vẫn chưa đến. Đâu, xem cái xe của thằng đua xe kia đâu nào. Đúng là game về những cái thời cổ ấy, thì làm game nó cũng có cái gì đó thú vị. Nó điện ảnh. Chứ những cái game về thời hiện đại này là đảm bảo là sẽ có những cái nhiệm vụ nó... Ủa, xe đẹp thế. Đó đấy. Nhưng mà có những cái nhiệm vụ ví dụ như là vì hiện đại mà, mình nó đâu giả làm thế này một cách bình thường được. Phải hệ thống camera, hack kia các kiểu mới làm được chứ. Nói chung là cần phải cố giữ nó còn nguyên vẹn. Thằng đấy mất dạy lắm. Cái thằng thay cá là không được đâu. Cố vào chung 1:30 mẹ xe này đi. Nhanh vãi cướt. Đi ú mẹ. Thời gian còn 3 phút 50 giây. Vãi cướt thật nhanh thế. Ui. À chết con mẹ. Mình vừa nghĩ là điều gì đấy. Ôi chưa đúng rồi. Bây giờ mang về nhà để phá đúng không? Thế chốc nó xe ra hỏng thì mình đi về đây cửa đéo gì ta? Khó hiểu thế nhở? Chưa hiểu lắm. Ôi trời ơi, xe đi nhanh quá. Mẹ ấn nhầm nút nhảy mẹ ra ngoài này. Xe tao vào xe của gì? Đủ mẹ nè. Tại điểm lưu cuối thôi, lỗi mẹ rồi, đéo lên xe được nữa rồi. Áo vãi cứt,
Ui, game mỗi game lái xe đã khó rồi, cái xe này nó còn khó hơn nữa chứ. Nó khó một cách kinh khủng luôn á. Camera nó còn cứt gà nữa cơ. Cứng nhắc à. Mẹ, đến đây mà đã tung tan tành cái xe rồi. Không biết mình có giữ được cái xe lành lặn để mà mang về không ai phát hiện được không. Nói chung cứ bình tĩnh nha, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Trông thế thôi chứ 4 phút nữa cũng là nhiều đấy, không có vấn đề gì đâu. Bình tĩnh. Cứ bị kích thích rồi, vẽ cái xe này ấn ga nó đi quên mẹ sầu đời luôn. Mẹ, vừa lấy ông này ông bảo gì nhỉ, đi xe này trong thành phố kiểu gì là bị soi, càng phải đi nhanh không được, không đi chậm được. Xe này đi trong thành phố thì kiểu gì mà cảnh sát nó chả đuổi. Xe này đâu phải là xe được lưu thông trên đường đâu, xe này xe đua mà. Cử sĩ quan xuống đây đi, có thằng nó đi như ăn cướp, nó đi xe lậu. Một gã lái xe như một thằng điên. What the fuck. Game ảo quá. Ê, để góc nhìn này thử cho mà. Không biết có khá khẩm hơn tí nào không? Hay là lại làm mọi việc tệ đi. Mình lái được rồi này. Gần hết một nửa thời gian rồi đấy. Nhưng ít ra xe này được lên được 80 này. 90 rồi. 100 rồi. Quẹo. Xe đạt được 100 ấy. Chưa thử vượt quá 100 như nào thôi. Cũng không khó lắm nhỉ. Phanh ăn thế. Đúng xe xịn không khác. À, sửa ở đây hả? You here? Sammy Angelo. Lucas Bertoni. Lucas Bertoni. Why is she a thing of beauty? We don't have much time. Hey, I'm a fast worker. Sit tight. Ok, nói chuyện điểm tĩnh ấy. Làm đi tao giáo hút điếu thuốc. Hello you. Nói chung sửa thì khó chứ chắc phá thì cũng nhanh. Xong rồi đây. Nhanh. Hút thông điếu thuốc là xong. Nhẹ nhàng nhá, nó sẽ ngang ngược lắm đấy. Hey, tell Mr. Salieri, I'm always available for this kind of work. I do stuff for a lot of people. Nịnh. Để về nói tốt với nó với ông trùm. Hot cars, getaways, anything for the right price. Let's just hope Salieri's guy wins tomorrow. For all our sakes. Okay. Drive careful. Còn phải dặn. Tất nhiên tôi sẽ lái cẩn thận rồi. À, con kia vấn đề động cơ kìa. Nếu mà gồng quá là xe sẽ hỏng đúng không? À, đúng rồi, đang phá mà. À, thế thì có nghĩa bây giờ mình sẽ không được gồng động cơ quá mạnh thôi. Còn đi thì vẫn đi ok. Ngang ngược lắm là sao? Ê, mình hiểu ngang ngược là gì rồi. Xe này lái kém quá. Úi, nó dễ bị lao sang một bên. Lệch sang trái hoặc lệch sang bên phải. Đi khó quá chứ mẹ, gãi mũi. Ngứa. Ok, xong rồi. Lồng mũi dài quá, ngứa thế mệt. Ôi dồi ôi, lái khó đây này. Cuối cùng cũng chả đi nhanh được ấy chứ. Biết là em ngang ngược rồi nhưng mà ngang ngược thế này thì hơi quá nhỉ. Còn 4 phút nữa để về. Game không có đồng hồ để biết mấy giờ nhỉ. Ơ, vừa nãy mình có đi qua cái đường này đâu nhỉ. Sao giờ đường lại dẫn đi đường này ta. Ok, cứ đi quá lên tí rồi nhả ra. Ui mẹ ơi, khó quá. Mình nhớ là đoạn vừa nãy có đi qua một cái cầu mà mình đi tốc độ rất là cao. Có cái đéo gì này.
What the fuck? Ôi chết chết cha rồi. Mình mải nhìn cái xe bị lỗi thì mẹ à, đen thế. À, chết chết chết, đi đường này, đi đường này, đi đường này. Mải nhìn cái xe bị lỗi, mẹ tự nhiên thành ra bảo cảnh sát nó biết được luôn. Chả bố, cảnh sát nó dụ mình, nó lừa mình. Nó là gọi là kế điệu hổ ly sơn. Làm cho mình bị lòi cái đuôi chuột mình ra. Lẽ là mình đi thật là nhanh để giấu nó, cuối cùng phải đứng mẽ lại để xem. Truy bắt hủy rồi, dừng tìm kiếm, trở lại tuần tra bình thường đấy. Đừng có đuổi nữa, cái thằng đấy chúng mày không đuổi đâu. Úi lái khó quá. Tí nữa thì đâm. Đến rồi này, sao có đường vòng hả? À đến rồi, đến rồi, đến rồi. Ui mẹ, cái khúc cua ở cầu này nó mới nguy hiểm này. Ê, nó không giới hạn thời gian nữa rồi kìa. Chắc là đoạn này là xong rồi đấy, mình cứ đi từ từ thôi. Mất cái đồng hồ đếm giờ rồi. Nói chung đi cũng ok. Chắc đây cũng là một trong những số ít lần mình được sử dụng cái xe xịn như này. Ông bảo vệ là lo lắm mẹ. Mình mà về muộn thì mẹ chết. Giờ nó như một cái xe cà tàng rồi. Đi ra khỏi đây đã. À không, mình không cần phải điều khiển gì cả. Đến sáng sau luôn rồi. Nào đua xe rồi, ngồi xem cái thằng kia nó tèo như nào. So Sam walks out of the bathroom and I'm praying he's got a piece on him, cuz I'm not sure the bartender's gonna hand over what he owes. And his two sons, they're inching closer. Đang kể chuyện thằng dốc gì thằng Billy này. They're both 7 feet tall, built like brick shit houses. What were you carrying? My dick. Tôi mang theo cái gì? Mang theo con cặc như cái gì? This crazy bastard, he waltzes out of the bathroom, just starts pissing all over the joint. Mày à, say à? Hay làm gì biết? Sometimes you just gotta make them think you're crazy. Đi phá phách nhà người ta, đái khắp nhà. You got the moments. Ồ, chưa, ông kế toán ông gọi mình cái việc gì này. Is the boss okay? Oh yeah, it's nothing like that. Mikey Dunn, our driver. Some of Morello's guys run. Ủa tôi chết rồi, mình phá bọn kia thì bọn nó cũng phá mình như này. Bọn nó đánh cái thằng Mikey Dunn rồi. Anyway, you're going to race for him. Ồ, Frank, mình thay chỗ luôn à? Chỉ còn nửa tiếng. Đây không phải thảo luận đâu, không có vấn đề lựa chọn hay không cả. Ông chủ muốn thắng. Quan trọng hơn là Morello phải thua. I'll be talking to someone else. Yeah. Okay, Frank. Good. Rafi has the car gassed and ready. Get to the track right away. Biết làm gì bây giờ? Đành phải lái xe thôi. Thôi không sao, mình làm tài xế taxi cơ mà. Nói chung là à nhầm, không phải mình, Tommy là tài xế taxi mà kinh nghiệm đầy mình, còn mình này chỉ là thằng Diệp Gian chơi game mà chết mẹ bị chơi đua xe kém lắm luôn ấy. Những game GTA thì mình chơi, nếu mà chơi nhiều thì mình có thể lái được thuần thục, chứ còn game này nó đã khó rồi, chứ mình cũng không quen lái xe, mình toàn skip lái xe thôi, mình không lái trực tiếp nhiều đâu. Mẹ là xuất phát ở đít thế này. Lên. Đua 3 vòng á hả? Mẹ nhìn góc này 1/3. Ôi dồi khó thế. Ơ thằng kia sạc tạch rồi kìa. Hay quá, tay đua ưa thích đã dừng cuộc chơi. Chết nhẹ mày đi, đi xe đảo nha con. Đêm qua tao đi được cái xe đấy mà mày không đi được à? Hay quá, vươn lên rồi. Hạng thứ 10 rồi. Khó quá. Sao lại lát thế này? Mày đùa tao chắc. Ông bình luận cứ bình luận đi. Ông sắp được khen tôi tới bến rồi. Ông sắp được khen tôi mẹ tới bến luôn. Ui, mình làm được này, mình làm được này. Vãi cứt. Kẹp xe nó. Đẩy xe nó. Bình tĩnh. Đoạn này không được, đoạn này không được nóng vội. Đúng rồi, phải giảm tốc. Ê, giời, ôm cua nó phải tốt như thế chứ. Ủa, có đồ gấp khúc này. Phải cẩn thận, phải cẩn thận. Ok, ngon.
Ủa đoạn cua, mẹ nó cua là rộng. Đoạn cua là hẹp chứ, không phải nhầm. Không phải rộng mà là hẹp. Nó nhầm, căng thẳng quá. Ờ được này, ừ, cứ từ từ mọi người. Phải bình tĩnh. Giờ không được mắc một sơ suất nào cả. Chúng ta có thể giảm tốc một tí trước mỗi tình huống nguy hiểm đó, không nên quá tham. Đó, để bẻ lái cho nó chắc. Không nên tham. Từ từ đoạn trước có đoạn nào quẹo. Ô, thằng kia nó đi sát đít mình kìa. Không được đá nó vượt. Từ từ, phải hạ tốc. Đoạn này quẹo này, quẹo. Ok, ngon. Ủa, nó đi sát thế. Hình như bọn nó va nhau sao, bọn nó dính ở phía sau kìa. Mình cứ đi như vừa nãy thôi. Vừa nãy mình vượt được thì giờ mình cũng sẽ vượt được. Cứ phải bình tĩnh, không được va vào đâu cả. Nhả ga ra khi cần thiết. Không nên bám ga quá mạnh. Không tin tưởng vào phanh ở cái game này đâu. Phanh game này nó như hạch á. Chúng ta phải giảm tốc và phanh khi đang đi thẳng, chứ đừng có mà úp cua. Bẻ lái game này nó tệ lắm. Nó không drip được như những cái game kia. Chết rồi, đoạn này góc vô góc luôn. Ok, chuẩn bài thôi. Ê, đoạn gấp khúc. Ngon. Xổi ôi, Tân Bình Tommy Angelo đang dẫn trước. Cố lên, không được để sứt mẻ một miếng nào. Mình phải có một cuộc đua hoàn hảo. Bẻ lái. Hạ tốc độ, ok. Không nên time drift hay là side off xe làm gì cả. Cứ đi một cách rất là bình thường thôi. Không cần thể hiện quá nhiều trình độ gì ở đây cả. Chết mẹ, thằng xe trắng nó lì thế nhở. Hình như là thằng xe trắng cái lợi thế của nó là những cái đoạn đi đường trường, đường thẳng như vậy á. Nó vượt rất là nhanh, hoặc là AI của game nó tính toán như vậy. Đổ tí nữa thì mất lái. Ôi dồi ôi. Quả bập bênh tưởng là lật xe rồi chứ. Úi giời, mẹ mình đua mượt quá. Mình nể mình vãi đái luôn á. Đoạn cứ cố mà đi thẳng ra này. Cố mà đi thẳng này. Gấp khúc. Đừng đâm vào mấy cái cục kia, mất tốc độ bây giờ. Ok. Đoạn gấp khúc này nữa này. Rích rắc. Úi giời, cũng bênh xe lên đấy chứ đùa đâu. Vật lý game này cũng ok đấy. Sự rút lui. Vẫn bàn về cái thằng đua xe mà mình phá xe kia nhỉ. Chứng tỏ thằng đấy rất là nổi tiếng. Ui, có cái tiếng gầm xe. Chắc chắn là thằng kia nó đang đi rất gần mình rồi. Đoạn cua quan trọng rồi này. Đoạn này thằng xe trắng đang đi sát. Mẹ không biết game nó có kiểu tuyến tính, nó cho cái kịch bản là thằng nó phá xe hay là nó đâm lên nó thắng không đây. À, mình thắng được. Đoạn này mà thằng trắng kia nó mà thắng thì game vô lý vờ lờ nên này. Không được, chiến thắng của tao. Mẹ, nó đi sát đít mình luôn. Đít mẹ, tao thắng rồi. Yeah. Sát đít luôn nhá. Mẹ, game nó làm cho cái thằng xe kia nó đi sát. Sát xịt. Đội mũ bảo hiểm đeo kính trông buồn cười nhỉ. Hey Tommy, there's our winner. Hey Tom, just want to thank you for stepping in like you did. I had 6 months rent riding on that race. Thằng thợ sửa xe này nó đặt 6 tháng tiền thuê nhà vào Tommy luôn. Well, you gotta let me find a way to repay you. Stop by my garage when you get a chance. Nó bày cho mình những nhiệm vụ phụ như này. Đến garage của nó để kiếm thêm thông tin hoặc cái nhiệm vụ ra tiền nữa. I knew you wouldn't let us down, Tom. You made us all a lot of money today. Morello's gonna be picking up pennies off the sidewalk for weeks. Morello, bọn mình kia thua hết rồi. What about the European? He's probably wearing cement boots by now, the poor bastard. Here,
You earned every dollar of this. Dẫn cô gái của mình đến nơi nào đó tuyệt một chút đi. Tommy có người yêu không nhỉ? You got a girl, right? I don't want you blowing all that on booze and whores. À, tôi sẽ mua cho mẹ mình một áo khoác mới. Được, con ngoan đấy. Câu này hay này. Congratulations, big hero. Mấy gái. Ô, mấy con này, thấy người ta nổi bật phát là mê ngay. Mình thực sự không thích những mẫu người phụ nữ như này. Mẹ, cuộc đua lần sau nếu mà mình thua chắc nó lại đi làm grand mời bia mời rượu với một cái thằng khác như vậy ha. Ờ, sao cái ông Billy sao say xỉn trông buồn rầu ấy nhỉ? And hey, when you're done celebrating, you might want to go find your buddy Polly. He's so drunk, he's gonna get hit by a parked car. Yeah, okay. Một chiếc xe đang đỗ cũng có thể đâm. I'll get him home safe. Ờ, sao ông Billy sao uống rượu, ông uống say nhỉ? Ông buồn cái gì? Polly and the rest of your pals have drunk through half my bar already. You found him yet? Có cái chấm đỏ trên màn hình đó kìa. Mình đang nghiên cứu xem có cái có gì nguy hiểm ở đây nhỉ? À, thẻ xì gà. Ủa, những cái này để làm gì ta? Ê, chào cô. Chả có cô gái nào bắt chuyện mình chứ cái cô này. Ủa, uống rượu xong cô ấy vẫn làm việc giấy tờ được à? Giỏi đấy nhỉ? Tử lượng cao đấy. Ê, thằng bảo vệ. Your mama made that look easy to Tommy. Anh nhầm thằng Raffi là thằng đua xe chứ. Thằng sửa xe chứ nhỉ? Nói lắp đấy. Raff mới là thằng đua xe thì phải. Hay nhầm lẫn gì đó thì nhiều nhân vật quá. Kia là Billy à? Billy đang ôm con áo kìa. À, không phải. Đây có thằng đang đứng một mình ở góc kia. Ê đúng rồi, Billy là đang buồn kìa. Không biết chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ nó không đặt cược vào mình hả? Chết rồi, nó không tin tưởng bạn bè à? À, lễ hội ăn mừng, mình là người vô địch mới. Ê kia không phải Billy. Thằng nào ấy chứ, Billy đâu có ăn mặc trông búi xùi thế. Nhiều rượu quá, uống tẹt bô. Ông này ông bảo vệ. Ngày vui của Billy kết thúc rồi. Ơ sao lại như kiểu buồn thế nhỉ? Người ta vui người ta uống vừa vừa chứ. Ông này uống như kiểu là để quên hết sầu đời. Bò kêu mu, gà kêu quack, chim kêu liu lo liu lo. Đứng gì? Giải nhựa trên đường đua. Nó chắc ý là nôn ra đường ấy. Về thôi Billy ơi. Let's go, Jim. Cái mặt của thằng này lúc cứ phù, trông tếu nhỉ, mắt díp chặt vào. Ơ, chết rồi. Đơ rồi. Đừng có nôn ra đường nhá. Đây xe đây, đi về thôi. Xem này, mình có lẽ là mình nên không skip cái đoạn này đâu, để đi xem nó tâm sự cái gì ha. Tắt mẹ radio đi. Tôi đã đúng khi tìm ra anh. Anh biết tôi đã nói gì không? Nói gì nào Billy? Gã này có thể lái xe cho Don Salieri. Kinh. Đúng là thằng Billy là tiến cử mình không ấy nhỉ? Sao nó uống nhiều rượu ấy? Nó bất mãn gì ta? Look at you. Now you're even a some kind of race car driver. Trở thành một tay đua nữa chứ. You're doing real good since you joined the family, but you know you got it easy, right? Me and Sam, we keep the real stuff from you. Rồi, vừa nhìn chữ và lái xe nguy hiểm ấy. You don't know what it's like. Và nội thành phát là tốc độ xuống 40 rồi kìa. Ok, cũng mình nghĩ là nên để xuống 40 để đi cho nó tốt. Đi nhanh quá mình khó kiểm soát mấy chiếc xe này lắm. Còn phải đọc chữ đâu mà đúng không? Ê, đừng có đâm. Billy,
You're drunk. You're gonna have to clam up for your own sakes. Có lẽ là những cái tâm sự của thằng này mình sẽ để sau khi mình upload video xong, mình sẽ xem nó nói những cái gì để biết. Đoạn này cứ tập trung lái xe khó đọc quá. Ôi nó say rồi. Chở nó về nhà đi. Tôi muốn tìm hiểu một người phụ nữ đang yêu à. À, đưa đến chỗ quý cô. Đưa đến Blue Tropic. Không được, đi về nhà thôi, say rồi còn đi đâu nữa. Úi dồi ôi, mày đọc chữ nó quá. Thế mà mình cũng lái né được này. Úi, đi tiếp, đi đi qua nhà băng đảng rồi. Cái nhà thằng này xa hơn thế kia nhỉ. Ủa xa thế. Vậy là không phải về băng đảng rồi. I'll leave it to you to swim with the barracudas, Polly. You're gonna have to tell me where the hell I'm driving. You don't know? À, I don't know. Cuối cùng là chở nó đến cái nơi nó muốn. Biển hiệu màu xanh nhỉ? Blue Tropic. Đâu đây là nhà chứ? Chắc lừa thằng này say rồi mà. Mình đâu chở nó đến cái Blue Tropic gì cả. Chở về nhà luôn. Ngủ đi. Có khi ý hay rồi, tôi sẽ đi đến chỗ kia sau đúng không? Mới về say. Mình nói thật là mình mà muốn đến một cái nơi là chơi bời gái gú mình cũng phải tỉnh chứ. Say thì tận hưởng đéo gì được đúng không? Ngồi đơ trên xe nói chuyện cái game để nó đơ vãi. Kết thúc chương chơi đẹp. Mẹ chơi đẹp á. Chơi quá đẹp luôn á. Sarah, trời ơi, một cô gái rồi. Chương này chúng ta sẽ làm cam với một cô gái. Yeah, that's the call, Tom. You want anything else? Sắp đóng cửa rồi. Nah, I'm heading home. Về đây. Hey, Tom, ông có nhờ chuyện gì đây? I ask maybe a small favor. Sure, Luigi, what do you need? Welcome my daughter home. À, con gái ông này hả? Well, yeah, I hear it. She doesn't need any kind of escort. Cô ấy gấu lắm đâu cần hộ tống. À, khu ở của cô Sarah thì rất là phức tạp, có những thằng trẻ trâu. Punks, you know, cattivi ragazzi. They talk blue, make advances. À, sợ là con gái ông ấy sẽ chửi bới bọn nó rồi bọn nó trả thù thì chết. Nên là mình phải giữ ôn hòa một tí, cần phải bảo vệ cô ấy. But if you work in at home, this is reminded his punk. She's the Don's a goddaughter. Kinh, ông chùm. No problem, Luigi. Rộng lượng nhờ. Ông này chỉ là ông đầu bếp ba tender thôi mà ông ấy còn làm cha đỡ đầu cho con gái của ông này luôn. Sarah, time to close. Hóa ra đây là con gái đỡ đầu của ông chùm cơ đấy. What's this then? Tom's gonna take you. Con đâu có cần. Được, cứng đấy. Nói chung đừng có mà mê tôi không thích cửa con gái mà cứ đâm đầu vào những người đẹp trai như tôi đâu. À, chắc cũng biết được ý của bố là muốn được an toàn. Let me get my coat. I'll wait for you outside. Hay quá nhỉ. Đi bộ luôn à? You okay? Không biết có đấm lộn gì ở đây không đây. We were talking about meeting up tonight anyway. I guess. And you can quit worrying about what he's gonna do. Luôn một game chi tiết nhỉ. Bóng trên mặt nước kìa. Trong thành phố nói chung là remake game này cũng chưa phải hoàn hảo đâu. Mình thấy game này vẫn có những cái sượng của đồ họa nhưng mà đối với mình cái game này tương đối là đẹp. Đẹp trong cái chừng mực mình thích. Ok. Rồi thì có lẽ là trước khi về nhà cô này thì mình sẽ ngừng video ở đây. Nếu đêm nay có sơ múi được gì cô này thì chúng ta sẽ để tập video sau nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng mọi người sẽ cho mình một like và thêm một subscribe nữa. Hẹn gặp lại mọi người vào tập sau. Xin chào. Bye bye.